buổi sáng bình minh ở biển. Hôm nay mình đi câu gành ở Hòn Chôi gần cái Hòn Yến. Này là bộ đồ nghề. Cảnh ở đây rất là đẹp. Nhớt rồi. Coi như nó chết á. Chết nhức chân tay luôn. Mùa này thì đi câu không có cá. Chờ nước nó lên. Bây giờ là cá nó chưa ăn. Đây thì làm sao mà leo lên và qua cái đồi này căng đây. Phía đây là cái bậc thẳm. Đi qua khe này đi. Gần ở đây cực kỳ đẹp luôn các bạn. Và bữa nay bị mớm.
Trisson, Trisson. Lại nhớ nữa. Ồ, cũng được. Quên phết. Gỡ khẩn trương. Một gì để lên rồi mà gỡ, giờ mà chụp.